Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ever Channel. Hôm nay thì mình lại có ở đây là chiếc Realme Q3 các bạn ạ. Với chiếc Realme Q3 này thì lần trước mình làm video đánh giá về nó thì mình chê khá là nhiều. Tại vì cấu hình này, trải nghiệm này trong tầm giá gần 6 triệu thì nó không đáng. Tầm giá đó có thể mua được Q3 Pro hay là thậm chí một vài sản phẩm đến từ nhà Vivo rồi. Ngon hơn rất là nhiều với con chip Dimensity 1100 hoặc Snapdragon 860 chẳng hạn. Đó, nhưng mà bây giờ với sản phẩm Realme Q3 này thì nó đang được bán với mức giá chỉ từ là 4 triệu 4 đến 4 triệu 5 thôi, thì mình thấy đây là một cái mức giá khá thơm. Và nếu bạn nào đang cần cho mình một cái trải nghiệm về 5G này, màn hình 120Hz này, cấu hình ngon này, này nọ thì Q3 quá ngon luôn. Trong video này thì mình sẽ cùng tất cả mọi người, chúng ta sẽ test game trên sản phẩm Realme Q3 để xem là với em này, con chip Snapdragon 750G của nó thì cái trải nghiệm game của nó sẽ như thế nào, và liệu khi mà chơi game thì có mượt hay là không nhá. Ok, trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào mà quan tâm về sản phẩm này, muốn mua nó với mức giá tốt nhất thì mình sẽ để đường link của Shopee ở ngay phần mô tả của video này. Mức giá chỉ từ 4 triệu 5 đến 4 triệu 6 thôi nha các bạn. Thậm chí là một vài đợt giảm giá anh em có thể mua nó với mức giá 4 triệu 2 cơ. Quá thơm luôn. Về cái phần trải nghiệm cấu hình ấy, thì con này sẽ có cho mình con chip và Snapdragon 750G. Các bạn sẽ có 6GB RAM, 128GB bộ nhớ trong, pin 5000mAh, sạc nhanh 30W, màn hình 120Hz, trải nghiệm game khá ổn. Và về phần setting game ấy, thì con này có một cái điểm cộng là có thể setting được ở mức là FPS cao ở đại đa số tất cả các tựa game. Ví dụ như Liên Quân FPS cao này, nó chỉ thiếu bật HD trong cái phần chất lượng hình ảnh nữa thôi là lên cái mức cao nhất rồi. Đó, và lần này thì mình sẽ chơi Liên Quân ở cái mức đồ họa là 10:10 đấu võ đài để xem là cái trải nghiệm 10:10 của nó. Chắc là 10:10 chơi dạo này chán quá rồi. Thôi mình sẽ chơi 5:5 đấu thường đi. Đó, để xem là cái trải nghiệm của nó khi mà chúng ta chơi một trận đấu Liên Quân thì nó sẽ như thế nào nhá. Mình rất xin lỗi các bạn là mình không thể kết nối được với phần mềm đo FPS. Tại vì mình đã kiểu cố gắng cả ngày cả buổi trưa luôn để cài cái phần mềm FPS vào đo FPS chơi game cho anh em, nhưng mà không được anh em ạ. Cái phần mềm Paradox nó đang bị lỗi rồi, nên là hy vọng anh em hết sức thông cảm cho mình nhá. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trận đấu Liên Quân thôi. Và da này nó pick mất con tướng Van Hel của mình rồi các bạn ạ. Thế là mình phải đổi qua một con tướng khác. Vậy chắc là mình sẽ dùng Batman đi. À không, đây là Superman, mình nhầm. Mình sẽ sử dụng con tướng Superman này với... mình không biết lên đồ mà không có trang phục đi rừng thì chết. Ui, bên mình 3 thằng, 2 thằng đi rừng rồi à. 2 thằng đi rừng, thế mình góp thêm 1 thằng đi rừng nó thành 3 luôn, cho nó xôn. Tất cả các trang phục của mình ở đây thì mình đã đều tải nó full 100% đồ họa rồi nhá. Nên là khi các bạn load này, các bạn thấy không? Là trang phục trong game, cái hiệu ứng chuyển cảnh của tựa game Liên Quân này thì với con chip Snapdragon 750G nó quá mượt, nó rất nhanh, gần như không có bất kỳ một vấn đề nào cả. Đó các bạn thấy không? Nữ hoàng pháo hoa vân vân. Hiệu ứng chuyển cảnh mượt khi mà chúng ta mới bắt đầu game là con này nó đáp ứng rất tốt. Về cái cảm giác cầm nắm ấy thì mình thấy rằng là con này cảm giác cầm nắm chưa ổn lắm. Cảm giác là mấy cái phần góc cạnh của nó này, ở ngay cái phần góc này này. Đó là khi mà chúng ta cầm như này nó vẫn không có một cái gọi là nó không ôm sát với phần tay của mình, và nó vẫn còn một chút lợn gợn ấy. Nên là nếu các bạn cầm trong thời gian dài thì vẫn có hiện tượng bị kích tay nhẹ. Nhưng mà không sao, anh em có thể đeo ốp lưng vào để có trải nghiệm tốt hơn. Về phần màn hình thì màn hình con này có một cái viền dưới khá dày, viền trên khá dày. Nhưng mà khi vào game thì mình thấy rằng là cái trải nghiệm của nó khá là ổn. Về cái jack cắm tai nghe thì con này có jack cắm tai nghe ở ngay đây. Và nếu như các bạn mà muốn đeo tai nghe ấy, thì phải lộn ngược nó lên. Đó, thì cái phần jack tai nghe sẽ nằm bên trái ở vị trí này. Thì mình thấy nó sẽ khá là thuận lợi. Nhưng bù lại thì cái camera selfie nó lại nằm ở đây mất rồi các bạn ạ. Đó, nên là đánh đổi nhá. Còn về trải nghiệm game chi tiết hơn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game để test nhá. Ok, đã lút vào game rồi. Lần này thì mình sử dụng tướng AD, nhưng mà AD của mình là AD đi rừng. Con Violet này mà đi rừng thì cũng bét lắm đấy các bạn ạ, không phải đùa đâu. Nhưng mà bên mình có tận là 3 thằng đi rừng lận. Bá đạo đấy. Đúng một trận đấu đi vào lòng đất luôn. Ui, người không các bạn ạ. Thằng Trang Ngụ không đỉnh vai trưởng. Thôi toang rồi. Mình đảm bảo luôn các bạn là ván này toàn người không, không có con boss nào đâu.
nhìn cách mà Ngộ Không lao vào combat tim mình thấy thấy hơi khoai rồi, hơi khó lướt rồi. Tất cả mọi trải nghiệm trong game đều rất tốt, 60 fps đều đều, không có vấn đề gì cả. Loa nghe khá to nhưng mà rất tiếc ấy là nó chỉ có hệ thống loa đơn ở phía dưới thôi chứ không có loa kép đâu nhá. Loa nghe rất to thì rất tốt. Khó thế nhỉ. Thôi quả này toang rồi, ván này là đi xa rồi các bạn ơi. Mà còn gặp AFK nữa chứ. Mày đùa tao. Khi biến về thì nó bị drop 45, nhưng mà chỉ có khi mà biến về thôi, còn bình thường thì không có bị gì đâu nhá. Trải nghiệm rất ngon. Gần như là suốt ván đấu của mình 5 phút chưa có bất kỳ một cái gì gọi là giật lag cả. FPS vẫn đều 60 nhá, combat rất lớn ở phía dưới. Thôi, trang Ngộ Không này nó quá xanh rồi. Mày không được chạy. Cay thế nhờ. Ok, nói chung là về phần trải nghiệm game Liên Quân thì mình thấy rằng rất ổn. Khi mà chơi game khoảng tầm gần 10 phút thì cái nhiệt độ khi mà chơi game ấy, mình thấy nó cũng không quá nóng đâu, nó chỉ hơi ấm ở phần mặt sau thôi. Con này có một cái điểm mình không thích lắm là cái phần mặt sau của nó làm từ nhựa bóng ấy, nên là khi chúng ta cầm nắm mà chơi game chảy mồ hôi tay nhiều thì cũng có một cái vấn đề gì đấy đáng nói đấy. Nó sẽ gây cảm giác hơi khó chịu xíu. Mày chạy. Chạy. Thôi xong 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 xong. Xong 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 xong. Mày đòi chạy à? Ý, cứu 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 bạn ơi. Thằng Ngộ Không trâu vái đái các bạn ạ. Ngộ Không nó quá trâu. Để con nó lên đồ gì rồi nè. Ui, nó gần lên full đồ rồi. Lên cả tốc đánh như này cơ mà. Thực sự là hơi khó, hơi khoai để chơi thằng Ngộ Không. Thua. Ngộ Không bên đấy quá xanh các bạn. Thằng này 13. 13 mà chết 1. Các bạn nó chết là mình giết đấy. Cẩn thận thằng Ngộ Không. Cả team nó thì bên mình đều có thể cân được hết, nhưng mà có thằng Ngộ Không nó xanh quá. Thôi về đi, về đi, về đi ông ơi. Má thằng Ngộ Không nó cơ hội không các bạn. Thằng Ngộ Không này đúng đỉnh của chóp đấy, không được đâu. Wow. Ý, chưa chết ạ. À. Được, 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 thằng này đỉnh đấy. Chạy đi đâu cho khỏi nắng. Chỉ có thằng Ngộ Không mình mới sợ thôi. Căng quá, căng quá, căng quá. Kèo này căng quá. Các bạn thấy không, FPS đều 60 rồi này. Combat như thế mà không tủ được FPS quá ngon rồi. Thực sự không có gì để chê cả. Con chip Snapdragon 750G này chơi game Liên Quân thoải mái nhá. Mình nghĩ rằng chơi 2-3 năm con này không có vấn đề gì đâu. À, đây là một con chip mới, hiệu năng của nó tối ưu hóa khá ngon. Team mình chán đời kiểu gì ấy các bạn. Thôi mỗi ông chơi một kiểu, đi luôn, đứt, đứt là chắc. Bay thế nào về được. Ui. Ông anh này máu căng thế nhỉ. Nếu mà kết hợp cùng với mình là xong, là xong kiếm ở bích rồi. Về đi. Mẹ nó cay cú thực sự. Lên chơi luôn. Mày đùa với tao, mày ăn cướp rồi. Ui. À, cay thế nhỉ. Check map này nọ thì mình thấy con này rất là mượt nhé, không có vấn đề gì cả. Cái trụ nó còn một tí, mình sẽ lần này mà mình hồi sinh mình ôm bom, à mình lao vào tự ôm trụ luôn. An enemy has
một không nó quá béo các bạn ạ, chơi không được. Ok, chắc là mình cũng sẽ dừng cái video test tựa game Liên Quân Mobile này tại đây thôi. Quả game này, ván này hơi xa. Đo nhiệt độ để trải nghiệm chiến game ấy, thì khi mà chơi game con này đến là 49 độ các bạn ạ. Mình không ngờ là phần mặt sau của nó khá là nhẹ nhàng nhưng mà phần mặt trước của nó lại nóng đến như vậy. Các bạn thấy này, 49,1 độ. Và khu vực bên dưới của nó là tầm 46 thôi. Còn khi mà đo ở khu vực mặt lưng của nó sẽ tầm 45 độ, 47 độ, 48 độ cho khu vực nóng nhất. Nói chung là khi mà mình sờ vào thì mình cảm giác là nó không nóng lắm, chắc là do mặt nhựa. Nhưng mà khi mà mình đo bằng cái máy đo nhiệt độ thì nó lên đến là 48, 49 độ cơ. Không phải là quá mát các bạn ạ. Ok, đây là cái phần trải nghiệm game Liên Quân. Còn bây giờ hãy đến với PUBG nhé. Ok, và hiện tại thì mình đã vào luôn với tựa game PUBG Mobile để không mất thời gian của các bạn. Thì với chiếc máy này chỉ setting ở cái mức là 10 cộng phải cực cao. Đó, 10 cộng phải cực cao là tối đa mà thôi. Chúng ta sẽ không thể nào lên được cái mức là 60 FPS nhé. Nói chung thì đây là cái mức chung của những chiếc máy đang có trong tầm giá này rồi. Chơi ở cái mức là 40 FPS chúng ta sẽ không thể nào mà chơi cao hơn được. Và có một cái điều hơi đáng tiếc là hiện tại thì mình chưa bật được cái phần mềm đo FPS có tên là PerDog. Nên là nếu anh em cảm thấy rằng là kiểu nó không chi tiết về cái phần đánh giá ấy, thì hy vọng các bạn sẽ thông cảm với mình nhé. Tại vì phần mềm PerDog đang bị lỗi rồi, không thể đăng nhập tài khoản để có thể tiến hành là đo FPS được. Sorry các bạn rất là nhiều. Còn về cái phần trải nghiệm game của chiếc máy này thì mình sẽ không bật khử răng cưa nhé. Các bạn hỏi nó có Gi Pro hay không? Thì với những chiếc máy như thế này, cái việc có Gi Pro là điều đương nhiên các bạn ạ. Nên các bạn hãy yên tâm là chúng ta vẫn có khả năng kiểu nghiêng. Nhưng mà cá nhân mình thì mình không thích cái việc nghiêng nghiêng bắn đấy, cảm giác nó hơi chóng mặt. Nên là mình sẽ chơi ở mức default vậy. Khi nhảy dù cảm giác nó không được mượt lắm các bạn ạ. Chơi 40 FPS nên là vẫn có cái dự gọi là giật lag nhất định. Thôi vào sau rồi, khu vực Pison này đông thế nhờ. Thằng bạn mình nó lượn đi đâu đây? Khu vực Pison bé tí vậy mà có hai team. Thôi ăn đủ luôn. Pison có, kế bên Pison có. Ui, quả này mà chạy đến khu vực gần nhất thì cũng phải là khu vực trong này 500m cơ, hoặc là 600m ở Militar Power. Khó thế nhờ. Khi di chuyển cảm giác không được mượt các bạn. Nó vẫn có một cái độ khựng nhất định. Trải nghiệm game gọi là bắn súng FPS như kiểu PUBG thì chưa ổn lắm. Nếu như các bạn lựa chọn máy mới trong tầm này thì cũng chỉ mua được dạng như là Realme Q3, có quyền ngang ngang Realme Q3 hoặc thậm chí thấp hơn nhiều. Còn nếu như mà các bạn lựa chọn máy qua sử dụng thì chúng ta có thể chơi được ở mức là FPS cao hơn, 60 FPS chẳng hạn. Ba thằng nhảy vào Pison xong rồi chạy bộ ra Militar Power, chán đời thực sự luôn. Phía sau còn chúng nó còn bắn dí nữa chứ. Không có một khẩu gì, không có một cái gì gọi là đút túi luôn. Khó thế nhỉ. Không có súng gì luôn. Không có một chiếc xe nào luôn. Quả game khó thực sự. Khi mà chạy xe trong game thì mình cảm giác nó hơi giật, nó hơi bị kiểu delay kiểu gì ấy. Nó không được mượt lắm. Đây là cái điểm chung của những chiếc máy gọi tầm trung giá rẻ trong thời điểm hiện tại. Nó mấy con mà chơi 40 FPS thì kiểu gì cũng bị cái tình trạng này. Thôi mình sẽ chạy vào bo trước. Bo này cũng xa lắm đấy chứ. Ui, lag này, giật này. Ui, khu này bị lút luôn rồi. Cái nhà bé tẹo này mà bị lút ta. Dính ngay một phát. Màn hình con này khá nhạy nhé các bạn. Bấm nhẹ một cái là nó đã dính rồi. Chắc xuống check luôn đi. Chở theo ông anh nữa xuống check luôn. Thằng này có phải bot không vậy? Tới bây giờ còn chưa kiếm được một cái nón nào luôn. Khó thế nhờ. Bên phải kia. Thôi nó bắn kiểu đấy thì chịu. Có thằng bạn ở trên xe nó không xuống luôn. Đỉnh thực sự. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Lần này thì mình chơi map đấu săn hốc cho nó dễ các bạn ạ. Còn map đấu Wrangle chạy vòng vòng cả buổi cuối cùng lại chết oan. Trong map đấu săn hốc thì tất cả mọi thứ giao tranh nó sẽ nhanh hơn, đỡ mất thời gian đi tìm. Cảm giác rằng là con Snapdragon 750G này chưa ổn lắm với quả game là PUBG Mobile các bạn ạ. Khi mà chơi thì nó vẫn có một cái sự gọi là delay nhất định. Cảm giác nó vẫn có một cái sự chậm nhất định chứ không không có mượt mà lắm.
Có thể là do mình chơi quen với những chiếc máy mạnh hơn rồi nên là khi mà chơi ở cái mức 40 FPS thì nó cảm giác nó bị kiểu thụt lùi ấy, như kiểu các bạn đang dùng một con máy 90Hz mà về con máy 60Hz thì nó sẽ là có những sự khác biệt rất lớn đấy. Còn nếu các bạn mà đang chơi ở mức 30 hoặc thậm chí là mức trung bình chẳng hạn, lên đến cái mức ultra thì mình thấy rằng là nó sẽ mượt hơn khá là nhiều. Kiểu anh em đang chạy bình thường 60 đúng không? Xong rồi một hôm lên chạy 80 km/h thì cảm giác nó khác bọt, kiểu một làn gió mới luôn đấy. Nhưng mà ông nào đang chạy 100 km/h, chạy quen 100 km/h rồi mà giờ chạy xuống, chạy cúp một phát, chạy 40-50 km là cảm giác nó bị chậm liền. Đó đó, kiểu kiểu như thế đấy các bạn. Cảm giác mà khi lái xe thì nó bị lác lác kiểu gì các bạn ạ. Lái xe thì chưa được ngon lắm. Thì hình là sau khi chạy bo xong mình lại tạch rồi các bạn ạ. Lần này chắc đi xa luôn. Đồng đội thì ở xa quá, không biết có cứu được không. Ui, kêu hép cả buổi chắc mấy ông này không qua kịp đâu. Ui, nghe tiếng chân địch này. Thôi, tạch luôn. Ok, chắc là mình trải nghiệm về tựa game PUBG Mobile này sơ sơ như vậy thôi. Cá nhân mình thì mình thấy rằng là với tựa game PUBG Mobile này thì con Remiqui 3 thực sự là thể hiện chưa được tốt cho lắm. Khi mà chơi game ấy, nó có cả một cảm giác là giật nhất định. Khi mà chúng ta chơi di tâm này nọ, nó không được mượt. Và khi mà chúng ta kiểu chạy xe này nọ thì nó cũng có một cảm giác là hơi delay. Nói chung là về tựa game PUBG Mobile thì mình không đánh giá cao chiếc máy này cho lắm. Nhưng mà trong tầm giá loanh quanh 4 triệu rưỡi thì thực sự là cũng khó có chiếc máy nào có được một cái trải nghiệm gọi là gaming ngon như là chiếc Remiqui 3 về cái phần tựa game PUBG Mobile như mình đang có ở đây. Và mình sẽ tiến hành là đo nhiệt độ chiếc máy này sau khi mà mình chơi game PUBG được tầm 30 phút để xem cái nhiệt độ của nó sẽ như thế nào nhé. Nó sẽ loanh quanh ở mức tầm là 45 độ các bạn ạ. Không hiểu tại sao chơi PUBG thì lại mát hơn so với chơi Liên Quân. Đó, 45, 44 độ, 46 độ cho cái phần là nóng nhất. Và mặt trước của nó thì sẽ loanh quanh 47,6 độ, loanh quanh tầm 46, 47 độ. Nói chung là chiếc máy này thì nó sẽ hơi bị nóng một tí xíu nhưng mà không đến mức nóng quá trên 50 độ. Vẫn ở cái mức là chấp nhận được. Nó chỉ là hơi ấm nhẹ ở phần mặt sau và phần mặt trước thôi. Trải nghiệm tổng thể của mình thì mình thấy rằng là trong tầm giá 4,5, 4,6 triệu thì đây là gần như chiếc máy có được cái trải nghiệm hiệu năng khá ổn và cũng như là có được nhiều trải nghiệm nhất trong tầm giá, từ phần màn hình, từ phần hiệu năng, từ phần pin cho đến là hệ thống loa của nó, nghe chi tiết âm thanh cũng khá là tốt. Chỉ có điểm trừ duy nhất là cảm giác cầm nắm chưa được ngon lắm thôi. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Và trong tầm giá 4 triệu rưỡi, 4 triệu 6, các bạn có lựa chọn sản phẩm Remiqui 3 này để chiến game hay không? Thì đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ để lại cho mình một like và subscribe nếu cảm thấy video này hay và mang lại nhiều thông tin cho các bạn. Bye bye. Đường link mua hàng thì mình sẽ để ngay phần mô tả video nhé.